Biết nha, trời nó mềm lắm, mềm xèo luôn nè, mềm luôn. Ngon á, good job. Mình chết nấu rất là ngon. Lúc trước ở Việt Nam mình có nấu một lần rồi, nhưng mà nó không có được như thế này, do cái lò nướng hay sao á, nó được mềm này, ngon luôn. Đổi vị nha các bạn. Nó là mềm. Giống như các bạn đi vô ăn trong mấy cái nhà hàng á, cái người ta làm cái món sườn á, rất là mềm luôn. Ngon quá. Chị làm món này tuyệt vời. Good. Tastes weird, soy sauce. Chấm rất good. Mình review cho các bạn nha. Đây. Thịt thì nó mềm. Đó, rất là mềm luôn. Bọt khói. Cái vị này mặn mặn thơm thơm. Và cái vị của sốt barbecue nữa đó. Ê, cái vị sốt barbecue mà ngon luôn, thơm cái vị của tiêu nữa. Mình ăn bằng tay luôn nha, ăn nó nhanh, mình có nĩa mà ăn bằng tay luôn cho nó dễ ăn. Chăm miếng nước tương, chăm miếng nước tương chết thôi. Not too bad right? Ăn nước tương khoái. Rất là ngon. Tuyệt vời luôn. So it's not so salty, right? Mm-mm.
không được mặn nha các bạn. Lần thứ hai chứ là món này, thứ ba chứ, lần ở Việt Nam qua đây làm hai lần nữa. Các bạn chỉ cần làm như thế này thôi là các bạn có thể làm ở nhà ăn, không cần phải đi ra tiệm ăn nha. Rất là ngon. Ngon quá. Ngon quá. Bực đầu luôn. Tender enough. Nó còn mềm luôn các bạn, rất là tender. Very tender. Ngon ra. Ngoài trời giờ rất là ấm u các bạn. Dạ đúng. Chưa mà nó ấm u. Dạ đúng. Yeah, please. Can you get me another one? Oops. Sorry. Not everything up or down. Ngon lắm luôn đó các bạn. Ôi, nước nó còn chảy ra luôn. That's one thing you want to. Good job. I have a recipe for making your own barbecue sauce. It doesn't taste any better than that one. It's a little spicier. It's pretty good, but I like this one too. It's easy, you just pour it on and done. Anh chứ anh nói là anh có công thức làm barbecue riêng, nhưng mà ăn vô thì nó không có thấy ngon bằng cái nước sốt này. Sốt barbecue. Barbecue sauce. Các bạn vô siêu thị chọn, các bạn vô siêu thị chọn cái sốt barbecue nào cũng được hết á. Thế ăn loại cay hay là không cay. Mình chỉ thích cái loại này thôi. Mình cũng thích cái loại này. Các bạn thấy đầu video mình làm rồi đó. Alo. Đầu video anh chết làm cho mình làm. Rất là đơn giản luôn. Chỉ có là các bạn tốn khoảng tầm 3 tiếng rưỡi để nấu. 3 tiếng rưỡi để nấu thì nó sẽ mềm, cái miếng thịt nó chỉ tốn hơi thời gian. Nên mình bỏ trong lò nướng hay là cũng không làm gì hết. Để cứ để trong lò nướng thôi. Thịt mà các bạn ăn chung với ít rau salad á, nó mát hơn. Mát. Đỡ ngán hơn ăn thịt không. Mời các bạn. Mời các bạn. 1, 2, 3. Yo. Yo. Rất là ngon. Được bà.
tuyệt vời. Cầm nguyên cây sáng nha. Mỗi người ăn 4 cây, hai người ăn 8 cây. 8 cây. Hai mình đi nghỉ, ăn bao nhiêu? Đây. 4 cây. 4 cây hả? Ăn bao nhiêu? Ăn bao nhiêu cây? Ăn chết ăn bao nhiêu cây? 4. 4 gì vậy? Cây. Ăn 4 cây. Ăn 4 cây. Anh chứ ăn 4 cây, mình ăn 4 cây là 8 cây. So you eat 4. You ăn 4 cây. Ai ăn 4 cây là bao nhiêu cây? Bao nhiêu cây? 8 cây. Me too, me too. Có bạn phong mi nữa. Rồi. Hello. Yeah. Đây các bạn nhìn đây. Thân thân thân. Đó. Các bạn thấy nó ghê không? It's kind of purple, right? Giống như là màu tím vậy đó các bạn. Nè. Tím liệm tím xiêm. Cái vỏ thì cam cam nâu nâu vậy thôi. Tím liệm tím xiêm. Tím lè luôn. Rồi ok. Chắc sẽ cắt ra nha. Tiếp bên nào xem. 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 Đó, thì mình ăn thử nha. Cái mùi của nó rất là ngọt nha các bạn. Mùi rất là ngọt luôn, ngọt sọt luôn vậy đó. Rồi, ok. Ok. Xin mời các bạn nha. Mời các bạn ăn nha, ăn thử nha. Ăn rồi. Dài quá. Tím lè.
ngọt cái vị giống như cái vị cam xoàn á, vị cam mật của mình á, cam xoàn á, nó ngọt vậy, ngọt hơn nữa, sao không? Mình là chua. Không có sao biết chứ? Yeah, cheap, I think. $2 something? $3? That was $3 for a 3-pound bag. Nè, với làm 3 đồng cho một túi 3 pound các bạn. 6 mấy chục ngàn hả? 6 mấy 70 ngàn gì á. Một cái rưỡi. Đúng không á? Mà ăn rất là ngon luôn. Các bạn có thể thử làm món xương nướng này tại nhà nha, rất là ngon luôn mà đỡ tốn tiền đi ra tiệm nữa, rất là đơn giản nữa, chỉ nó có hơi tốn thời gian nướng một tí thôi đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bánh Mì Trứng, like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha, để mình bạn Chết sẽ làm nhiều video hay hơn nữa cho các bạn xem nha. Xin cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Chúc mừng năm mới. Đúng rồi, chúc mừng năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Bye and happy new year. And happy new year.